Rảnh rỗi sinh nông nổi, cô gái giở trò dọa ma anh người yêu và cái kết khiến người xem cười đau ruột. Ngày Halloween đã kết thúc, nhưng khi nhà có cô bạn gái lắm trò lại tranh thủ mua sale đồ hóa trang giá rẻ. Vì chờ mãi cũng không có cơ hội dùng đến, nên cô đã nghĩ ra trò chơi khăm anh người yêu nhát cái của mình. Tận Việt Nam còn nghe tiếng rắc rõ mồn một thế kia thì không biết chị gái có nguyên vẹn không. Cộng đồng mạng vừa thương vừa buồn cười cho cô vợ bất ổn này. Pha cuối xử lý dứt khoát như thế thì chúng tôi chịu thua, không đỡ được. Vợ với trẻ con suốt ngày làm báo thù thì cái kết như này còn nhẹ chán á. Các bác nghĩ sao về cái kết sau pha xử lý bạo tay của anh chồng? Cùng chia sẻ suy nghĩ xuống bên dưới phần bình luận cũng như tiếp tục ủng hộ 8TV bằng cách like, share và subscribe để cập nhật thật nhiều tin tức thú vị nữa nha.